Đấy, hai màu này là màu của cây thông Noel đúng không ạ? Đấy, Giáng sinh đây. Nó có nhiều màu đây này. Nó có màu xanh này. Dạ tuyết màu xanh này đẹp và túi hộp mình chưa mặc lên đâu nhưng mà mặc cái này lên. Cái màu xanh này mặc lên chắc chắn nó sẽ hot luôn. Màu xanh túi hộp nhá. Cổ áo bomber dạng cổ tàu ấy thì nó khá là khỏe, nó đi hợp với cái túi hộp này này. Túi hộp có nắp là cổ tàu. Không cần mặc mọi người xem những cái dáng bomber mình đã từng mặc lên rồi thì mọi người sẽ hình dung ra là cái dòng áo bomber nó đơn giản, nó tối giản như vậy thôi. Nhưng mà mặc lên form rất là xinh, rất là đẹp. Trẻ trung cá tính luôn, màu xanh đẹp. Có cả chân đầm. Đấy, đi theo một bộ như này rất là đẹp. Hoặc chị em mình ngoài mặc theo bộ. Ai mà không thích mặc theo bộ, mọi người chỉ cần phối với chân đầm nhung thôi. Bởi vì bản thân mình đây là phối nhung. Mọi người mặc cái chân đầm chữ A nhung. Chữ A như thế này. Đấy, đi bốt. Hoặc mọi người mặc cái chân đầm dài. Chân đầm nhung dài thì cũng rất là đẹp. Không nhất thiết là cứ phải ai mà không mặc được ngắn thì mọi người mặc cái chân dài. Đó. Hoặc là mọi người có thể mặc cái quần bò nhé. Riêng đối với dòng nhung hoặc là dạ thì mọi người dễ phối đồ lắm. Mọi người không thích mặc cùng chất, không thích mặc cùng đồng bộ thì mọi người có thể mặc cái quần bò được. Rất là dễ luôn nhé. Toàn sử dụng cái dòng áo bomber như này đi. Chất liệu dạ tuyết đều là mềm cả. Mềm và có độ mỏng vừa phải chứ không sử dụng chất quá dày. Để với cái thời tiết cứ từ 20 đến 25, 26 độ mọi người mặc áo bomber này thoải mái luôn. Cái họa tiết đen trắng này mình mới đăng lên thôi nhưng mà vô cùng là nhiều người thích. Cũng rất là thích luôn ấy. Bởi vì đen và trắng thì rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ. Thì ở đây thì là mình đã lên bao nhiêu cái màu thì mình đã lên rồi, chứ không màu xanh mình chưa mặc lên thôi. Thì ở đây là có màu gì? Màu be ạ. Màu be toàn những màu dễ mặc nhá. Màu be mình giới thiệu rồi đúng không ạ? Mặc kiểu nguyên một cây cùng màu be và phối giữa màu be với màu nâu rồi ạ. Đây. Màu be mà cổ cùng đồng tông đúng không ạ? Cái này mình mặc rồi này. Màu be này. Màu be phối cổ này, màu đỏ này. Màu đen trắng này, có bốn tông màu mình thấy dễ mặc nhất, vô cùng dễ mặc đó là màu xanh nữa, đấy là màu cuối cùng. Màu xanh thì mình làm khác, đó là cổ tàu và túi hộp thôi, túi hộp có nắp ạ. Rất là xinh, nếu ai mà thích thì vẫn có thể đính thêm phần cúc đen ở hai bên nắp túi nữa. Đấy. Ai làm được gì cũng được nhá, rất là đẹp. Bốn màu đều xinh, đều đẹp cả mà mặc rất là dễ mặc luôn. Màu đỏ thì được này, Giáng sinh Noel chị em mình có thể tung tẩy được cái màu đỏ đấy, màu đỏ thì có lên cả set được. Mặc dịp Giáng sinh thì rất là tuyệt vời rồi, màu đỏ đấy. Nhưng mình thấy cái màu đỏ đợt này đang được ưa chuộng rất là nhiều. Nhưng riêng hai cái màu, ba màu nữa, màu be, màu đen, màu xanh này đều được. Đều cái Giáng sinh này, màu Giáng sinh này. Rất là đẹp đúng không ạ? Mình chỉ thấy những cái tông màu này là những cái tông màu mà dễ mặc này, trẻ trung mà dễ phối đồ.